Kính thưa quý vị, Tim Đông là một bài hát trữ tình, ngọt ngào và sâu lắng, mang nhiều cảm xúc đến cho người nghe. Có lẽ tác giả đã mượn khung cảnh thiên nhiên để nói lên tâm trạng của chính mình trong đêm lạnh giá như chiều chưa đi màn đêm rơi xuống, đâu đấy buôn lửng lờ tiếng chuông, đôi cánh chim quân quân giả rời, cùng mây xám về ngang lưng trời. Nhạc phẩm Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương rất quen thuộc và đã được các ca sĩ nổi tiếng trình bày rất thành công trong nhiều thập niên qua. Hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe lại bài hát này với tiếng hát Hiếu Thuận. Hiếu Thuận một lần nữa xin kính chào toàn thể quý vị. Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống, đâu đây buông lững là tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng giã rời, cùng mây xa về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, trong phố hương lòng chinh phu đêm
Cảm ơn quý vị.